Chào các bạn. Hôm nay hai mẹ con của Liam sẽ thực hiện làm món bánh tráng trộn nha các bạn. Theo yêu cầu của các bạn đã gửi về cho kênh, thì hôm nay hai mẹ con của Liam đã chuẩn bị nguyên liệu để làm món bánh tráng trộn để ăn cho vui ha. Dẫn qua cho các bạn xem luôn. Trên bàn đây là một cái mâm nguyên liệu nè các bạn. Trong này có dưa hấu là món tráng miệng ha. Thứ nhất là trứng cút nè, trứng cút luộc đây là em đi em mới luộc đây nè các bạn. Thứ hai là rút khô, đây là các bạn rút khô, rồi rút khô đây Liam đã rửa và rang lên rồi ha các bạn. Đây là đậu phộng rang, đây là hành phi, còn đây là hành lá Liam phi dầu lên ha các bạn. Liam đang làm theo công thức của một bạn đã gửi cho Liam ở trên kênh Mẹ Xu Tám Mít ha các bạn. Đây là rau răm nè. Rồi Liam có để ít ớt này cho nó đẹp ha, ớt này không có cay. Có xoài. Ủa xoài đâu hết trơn hả? Lúc nãy Liam xác xoài nhiều lắm mà sao giờ đâu hết rồi? Vô bụng em Liam hết rồi à? Trời ơi. Xoài để mày xác để làm. Ngon lắm, hay ngon á. Ngon rồi, đẹp siêu ngon. Làm xong ăn cho con. Đây là bánh tráng nè các bạn. Liam mua cái loại bánh tráng đây người ta gọi là bánh tráng không nhúng nước. Bánh tráng không nhúng nước ha. Rồi. Nó mềm rồi. Không thể thiếu đó là muối tôm ha các bạn. Bây giờ Liam sẽ trộn bánh tráng ha. Có một em ở trên kênh Liam Channel ha. Em đó cũng là thành viên của kênh Mẹ Xu 8X đã gửi công thức cho Liam. Nó là chị Liam hãy làm bánh tráng trộn ăn. Bánh tráng trộn làm rất là đơn giản. Chị hãy làm cái công thức của em ha. Thì Liam đã chuẩn bị một số các nguyên liệu. Giờ Liam sẽ trộn bên đây. Rồi. Là cái chén để lát nữa ăn nha các bạn. Bây giờ làm gì trước đây? Bây giờ mình phải chuẩn bị bánh tráng trước nha các bạn. Sẽ cắt bánh tráng ra. Bánh tráng nhìn giống cái tờ giấy. Đó. Em sẽ cắt bánh tráng ra thành những cái miếng như vừa ăn như thế này nè các bạn. Lát nữa thì em cắt đôi ra là vừa ha. Đó. Em Liam trước giờ ăn bánh tráng trộn chưa? Chưa. Đây là lần đầu tiên. Đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên em Liam ăn bánh tráng trộn luôn. Em Liam hãy xem mẹ làm nha. Mẹ làm rồi biết cái món bánh tráng trộn là làm như thế nào ha. Mà con nghe chữ bánh tráng trộn nghe quen lắm rồi nè. Bánh tráng trộn nè. Có bánh lâu tráng rồi nè. Trộn. Đó, thì em sẽ cắt ra những cái miếng vừa ăn như thế này ha các bạn. Bánh tráng trộn với bánh tráng trộn có gì khác nhau quá. Mình vừa cắt ra. Bánh tráng này nó mỏng mà nó giống như giấy vậy, trong. Nó trong nhìn đẹp đó các bạn. Đây là các bạn, bánh tráng này mỏng mà trắng nhìn trong nhìn đẹp quá ha, như ba lúa vậy á. Bị cầm như ba lúa. Rồi đây các bạn, đây em đã cắt xong cái phần bánh tráng rồi ha. Đây em nghĩ là bao nhiêu bánh tráng đây là đủ rồi nè, hai mẹ con ăn là rất vừa ha. Rồi bây giờ thì em sẽ cho những nguyên liệu khác vào. Đầu tiên là Liam sẽ cho muối tôm vào hả các bạn. Liam ăn cay được cho nên là Liam cho ít muối. Con ăn cay. Ăn cay được không? What? Có video khác của ăn cay mà. Cái phần bánh tráng đây Liam đã cho muối tôm vào rồi ha các bạn. Bây giờ Liam tiếp tục cho ruốc vào nè. Đây cho muối tôm. Ruốc Liam đã rang lên rồi nè các bạn. Cho thêm ruốc. Đây muối tôm chút đi mẹ, rút mày cho nhiều quá
Muối tôm nhiều rồi nó sẽ bỏ thêm muối tôm một chút. Sợ mặn á con, muối tôm mặn lắm á. Muối tôm mà mặn. Đây các bạn, đây em sẽ trộn lên ha, trộn như thế này. Đó. Em sẽ trộn như thế này cho các bạn xem nè. Bây giờ Liên thì tiếp tục cho dầu dầu với hành phi ha các bạn. Đó, em cho vào luôn. Bạn có nickname là tên Cute ha. Bạn nói là làm bánh tráng trộn dễ lắm chị. Chỉ cần chuẩn bị nguyên liệu. Ôi trời ơi, chết rồi. Chỉ cần chuẩn bị nguyên liệu là mình trộn lại là mình ăn được ha các bạn. Đó. Bây giờ Liam làm theo công thức của bạn đây nè. Tên là Cute nè. Đáng lẽ là có cái thau á, mình trộn nó không bị văng ra ha. Cái đây. Ôi, nó văng lên tay vậy luôn. Cái đây cái gì á? Để ăn thử coi, ngon quá. Rất là ngon bạn. Bánh tráng trộn mình như mình làm xong mình ăn được lâu không các bạn? Và trước giờ Liam chưa có ăn thử ha. Đây là lần đầu tiên Liam làm luôn này các bạn. Các bạn cứ trộn cho nó đều lên vậy ha, thấm dầu, nó thấm gia vị vô các bạn. Rồi tiếp tục Liam sẽ cho. Ui, chờ giúp. Rau. Rồi. Liam thì cho hành phi vào nha các bạn. Hành phi rất là giòn luôn á. Nè, bây nhìn nè. Nó dẫn chưa? Đây có một chút hành phi ơi. Cái dĩa này nó hơi nhỏ. Một chút hành phi. Wow, ngon quá. Dạ. Rồi, tiếp tục Liam sẽ cho gì nữa ha. Cho ớt vào. Cho xoài vào. Và cho rau răm vào nha các bạn. Đó, trong cái dĩa này nè. Em cho rau răm vào. Em cắt rau răm này cho nó thơm ha. Con mới ăn rau rồi mà mày cứ bỏ rau. Mệt quá. Lát nữa con không ăn rau rồi con đừng cắt cái phần rau đi nào. Rồi, tiếp tục Liam sẽ cho đậu phộng vào nha các bạn. Cho con một đậu phộng. Yes, please. Thì em sẽ bà cho cái phần này vào cái mâm ha. Thì em trộn cho nó rộng, nó khỏi bị đổ nha các bạn. Các bạn ơi, bây giờ đi em sẽ cho cái phần bánh tráng trộn này vào cái mâm này để đi em trộn cho nó rộng ha các bạn. Để trong cái dĩa này á, nó chặt quá ha. Đó. Wow, làm một mâm luôn. Rồi, để trên đây theo hồ trộn này. Mà sợ bị văng. Nhân trộn với. Thôi để mẹ đem bao tay mẹ trộn ha. Đó. Trộn cho nó đều. Nó thấm dầu ăn rồi thấm muối tôm vào trong bánh tráng ha các bạn. Con biết làm thì nhìn thấy ngon. Ngon chưa? Đó. Các bạn xem nè. Sau khi mình trộn xong hết rồi á thì mình mới cho trứng cút vào nha các bạn. Đó, mình trộn mình thấm hết rồi mình cho trứng cút vào. Bây giờ Liam có trái tắc này. Em ăn cái tắc vào ha. Rồi. Thì bỏ tắc vào thì Liam thì trộn lên ha. Bỏ vào cái mâm á, trộn rất là thoải mái ha các bạn. Lúc nãy Liam làm cái dĩa ha, nó nhỏ quá ha. Mình trộn nó không có thấm. Giờ mình làm mình trộn nó thấm nè. Rồi, bây giờ Liam sẽ cho cái phần trứng cút vào ha các bạn. Đây là cái chén trứng cút để lột vỏ này. Bánh tráng trộn này Liam làm bằng ruốc ha các bạn. Nếu các bạn có bà khô á, các bạn làm thì ngon hơn ha. Rồi, sau khi Liam cho trứng cút vào ha, thì Liam trộn sơ sơ như thế này ha các bạn. Đó. Rồi, bây giờ chuẩn bị ăn thôi. Liam đã trộn xong cái mâm bánh tráng trộn rồi nè các bạn.
À, mời các bạn cùng thưởng thức bánh tráng trộn với hai mẹ con của Liam nha. Đây, nhìn hấp dẫn cho nè, rất là thơm. Rồi bây giờ Liam sẽ lấy chén ra để thưởng thức ha. Đây em Liam đây, đũa của em Liam đây. Rồi cùng thưởng thức bánh tráng trộn nào. Wow, nhìn hấp dẫn lắm các bạn ơi. Đó, em đem ăn thử rau răm luôn ơi, anh cho biết em răm... ăn rau răm rào. Ủa vậy hả, mình tưởng trước giờ còn chưa ăn rau răm. Đây này các bạn, ngon. Mời các bạn cùng ăn bánh tráng trộn với hai mẹ con của Liam nha các bạn. Liam ăn thử miếng nè. Ngon. Ngon con. Ngon. Mình ăn thử. Thơm, hơi thơm, hơi cay. Cay thì vừa ăn thật ngon. Bánh tráng dai dai dai, thật là mềm chứ không có cứng các bạn. Xoài chua trộn lẫn nhiều vị luôn á. Thơm mùi rau răm nè, chua chua của xoài ha. Thơm mùi ruốc. Các bạn làm ruốc cũng rất ngon. Giòn của kem hành phi. Các bạn mua ruốc á, về các bạn rửa đi ha. Rồi các bạn rang lên ha. Ngon lắm các bạn. Ngon các bạn. Liam rất là cảm ơn các bạn đã gửi yêu cầu về cho Liam làm ha. Liam mới có dịp để Liam làm và ăn như thế này ha các bạn. Ui, cả ớt lai quá. Ớt em ớt hay ớt ngon mà. Ớt này ớt gì? Ớt ngọt. Ớt ngọt lắm, ớt cay con. Con tưởng ớt gì? Em đi ăn cái ớt sợ. Đó, ớt gọi là ớt siêu, ớt cay là thấy cay siêu cay. Không phải cay như thế. Nó cũng có cay nhưng mà cay ít là không cay nhiều. Ngon lắm các bạn ơi. Ấy ớt là cay cay nhát rồi quá. Mà nên trộn mà nó phải cay vậy con, cay nó mới ngon. Bé bé hủ trứng rồi ha. Con dê ăn trứng. Đây là lần đầu tiên em đi em rắc cái trứng. Ăn bánh tráng trộn luôn nè các bạn. Sao lần đầu tiên con ăn bánh tráng trộn thì con thấy cảm giác nó như thế nào? Ấy cảm giác nó gọi là nó ngon. Như hả? Thầy cho cảm nghĩ của con về món bánh tráng trộn mà mẹ đã làm cho con ăn đi. Người của con là nó giòn, nó thơm. Giòn thơm hả? Nó ngon, nó ngọt, nó cay thi, nó hơi chua. Ủa mẹ đâu có bỏ đường đâu mà sao con nó ngọt? Có, xoài. Xoài ngọt. Xoài, xoài là có hơi ngọt nè. Ăn xong hai... miếng dưa hấu á, xong nào á các bạn ơi. Bây giờ mình chờ em Liam ăn xong á, rồi mình dọn dẹp luôn ha. Khi mà trộn bánh tráng trộn, các bạn trộn cái đồ nó rộng rộng ha, ví dụ như cái mâm này hoặc là cái thau, rồi các bạn trộn nó không bị văng ra ha. Các bạn ơi, video làm bánh tráng trộn và ăn bánh tráng trộn của hai mẹ con của Liam đến đây là kết thúc. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn hãy đăng ký kênh, bấm chuông để đón xem những video mới nhất từ kênh Mẹ Show 8X nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và ủng hộ hai mẹ con của Liam. Bye bye, bye các bye. Bạn.